sao mỗi lần vào mình lại bị ra cửa sổ nhỉ? Đã thành màn hình cửa sổ. Rõ ràng để không phiền. Tí nữa thông báo sau, tí nữa đông đông người thông báo. Nói chung mình nhắc nhắc thông báo một lần là Tuyên Dương đã donate rồi cái kèo 20 phút 200 lính hôm qua. À, thằng Tuyên 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 Dương nó đã donate rồi, nó gửi tiền cho anh rồi. Chứ không phải là donate trong tâm đấy. 20 phút 250 nhưng phải win. Cái gì 20 phút 300 cờ rep á? Anh xin nói thật với em thằng Minh Trung. 20 phút bây giờ không thằng nào có thể làm được 300 cờ rep cả. Ngoài anh. Nhưng mà cái kèo này phải tầm 5 triệu để anh mới có hứng thú làm 20 phút 300 cờ rep. 20 phút 300 cờ rep. Rồi ghế chưa? Ghế chưa? Tầm 5 triệu đi em. 500k thì anh thấy nó không hợp lý cho lắm. Kiểu 20 phút thì mà mày 300 lính thì trên thế giới này chỉ còn mình anh làm được thôi. Em nên suy nghĩ lại. Cái kèo này phải tầm 5 triệu để anh mới có hứng thú làm. Thấy chấp hai không? Thấy gì không? Sinh gum là cái tầm khác biệt. Execute. Ra gì đấy à? Đi còn mẹ. Nó khác lắm. Những thằng ghê gớm nhất thế vợ. Sao mình thọt đến tận thì mày 20 lính nhỉ? Mình đánh cái gì thọt 20 lính nhỉ? À đúng rồi, cái sạc đâu mày? Rồi rồi mai để con mai mua. Có 25.000 thì sao mà. My God. Hai trăm sáu mươi con á, 500k kèo của ông nào đây, tên là Hack Monster. Ok, đi nhận kèo Hack Monster 20 phút 260 con đúng không? Ok. Chơi luôn. Nhảy hộ tao cái. Đánh luôn thằng này. Quack.
Cho tem đội để cho nó giãn giãn được chút. Cho họ biết thế nào là địa ngục thật sự. Đây mới là địa ngục thật sự. Đó là khi đối đầu với Shingon Kune. Giết hết. Dập ba cái thằng này mà đòi thì phải ăn Baron á. Xuống. Xuống. Một thằng thì còn mày 2-3 thằng, 3-4 thằng. Đó, thằng đấy chạy được hướng này. Để xin vương man lon. Chào em. Chúc em một ngày vui vẻ. Vui vẻ khi xem trên của ai. Vui vẻ nhỉ em. Và đéo ai bắn hộ anh cả. Anh thấy quá buồn khi mà gặp những đồng đội như vậy. Solo nó đi bạn. Không dám solo à? Solo thì thôi. Solo đi về. Sao mình cảm giác mình luôn luôn thọt lính nhỉ? Luôn luôn chỉ dương được 50 lính thôi. Hình như cầm phải cầm smile đi thì nó, mọi chuyện nó mới ghê, nó mới kinh khủng được. Gì vậy? Con này yêu mình à? 3-4 thằng luôn vậy. Này bị đánh nhau này anh em ơi. Thôi đánh được pháo không vợ thì phải đánh có bát cho bọn nó vui đi. Ui chạy như một thằng điên thì tôi mình luôn. Gặp mình nó tự chết luôn anh em ạ. À. Buồn quá anh em ạ. À. Nhìn mặt giống GAV vãi lộn à. Nhìn thằng này điêu vậy. Giống GAV là giống cái đéo gì. What the fuck? Ui, mẹ vừa mở YouTube lên cái nhìn mặt lồn của anh vui vãi lồn à. Được rồi, nếu mà em vui thì hãy bỏ lại một like và một sub cho anh nhé. Cảm ơn em. Vì đã nhìn mặt lồn của anh mà vui vãi lồn này.